Dạ xin lỗi anh, cho em thanh toán ạ. Cái gì thanh toán? Mới uống ly trà đá chú uống ly cà phê nó thanh toán gì? Dạ anh thông cảm ạ. Ô bộ tưởng tôi ăn quệt không có tiền hay gì? Dạ em không có ý đó, anh thông cảm ạ. Quán xá kỳ cục nhiêu tiền? Dạ 25 ạ. Cái gì? 25.000 cắt cổ hả? Ở trên tôi 5.000 vậy là mắc rồi đó. Em 5.000 chứ gì? Nè. Dạ cảm ơn. Tiền cái đống nè. Ủa tới hả? Nè ngồi đi. Về tới Sài Gòn rồi sao anh không thay đổi cách ăn mặc vậy? Dù gì hôm nay tôi vẫn còn là Minh Quang mà. Tôi lo về anh quá, không biết diễn có tròn vai không nữa. Tôi đã cố gắng tập luyện giống như những gì mà cô dặn rồi. Lạnh lùng, cao ngạo, không được tiêu táo. Nhưng mà anh Minh Quang nè, tôi có điều này muốn nói rõ cho anh biết. Cô nói đi. Nếu như anh nhận nhiệm vụ này, đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với nguy hiểm đó. Tính mạng của anh có thể sẽ bị đe dọa. Nói nghe ớn vậy. Sự thật chính là như vậy. Nhưng mà sự tò mò trong tôi nó lớn hơn. Với lại dễ gì có cơ hội được làm đại gia, cho nên tôi đâu có ngu gì từ chối. Chơi luôn, thí mạng cùi với cô luôn. Anh không thay đổi đúng không? Nhất ngôn kỹ xuất, tứ mã nan truy. Có nghĩa là một lời của tôi đã nói ra rồi thì bốn con ngựa dí cũng không kịp nữa. Yên tâm đi. Chơi luôn.